thả tạ xuống, jumping jack trước. Thử thách nha, 4 lần, mỗi lần 50 jumping jack và bước dài với tạ. Dắp cái nào, tập lại cái đó. Ok không? Vô, 50 jumping jack. Dạ, hai chục rồi đó. 30. Bốn mươi. Đó, người em nhanh hơn, nhẹ hơn, chân tay nhỏ hơn, tiến bộ hơn, nhẹ không, dễ không? Rồi, 50 cái, quá dễ luôn. Rồi, vô bước. Nhớ nha, hai cái đường chỉ á, bước hai bàn chân song song, hai đường chỉ cho nó rộng. Ừ, đừng có bước vô nhau nha. Rồi, go, đi đi. Lưng thẳng, dồn giữ trọng lực ở giữa. Ờ, đó, đúng rồi, cứ bình tĩnh như thế. Rồi, đi tiếp. Tốt. Xuống, hít vào, lên, thở ra. Giữ đều qua hơi thở của mình. Cứ bước chắc từng bước một. Rất đẹp luôn á. Đó, cứ cố gắng bước tốt vậy nha. Ừ. Hơi chậm chút cũng được, không sao bình. Giữ đều nhịp thở nha, không còn. Nếu mà em thấy, nếu mà em cảm thấy em bước chậm, em giữ đều hơi thở được á, thì cứ bước chậm. Ok không? Rồi, bây giờ rồi, đang lên nào, mới hiệp 1 à. Súng lên, 4 hiệp lên. Bước nữa. Rồi, thả tạ xuống, thở. Rồi, nữa không? Rồi, thôi, khỏi nữa rồi. Rồi, vô hiệp 2. Có, 2 phút rưỡi rồi đó. Một hiệp 2 phút rưỡi lâu quá. Rồi. Đủ rồi, đúng không? Rồi. Vô nào, vô nào. Mệt á. Thể lực là liên tục á. Go. Bước luôn coi, bước luôn coi, bước luôn không nhấp coi. Ừ. Đó là bước luôn không nhấp, xuống sau, xuống sau. Ừ, hít, xuống luôn, bước luôn. Đó, gồng vậy đó, tốt. Rồi. Rồi, quay trở về. Lưng thẳng, bước luôn em. Đạp cái chân mạnh xuống sàn, gồng lên. Đó, rất tốt. Cứ giữ đều nhịp thở đi. Nếu em cảm thấy là bước tới luôn nó mệt quá, cứ giữ đều nhịp thở đi. Mới hiệp 2, còn tới hiệp 4 nữa. Rồi, tập cho nó dài sức. Tạ có nặng không? Có 3 kg à bình.
Cái này thử thách sức bền đó. Rồi nữa không? Nữa nhanh. Năm phút rưỡi rồi Bình. Rồi vô Bình ơi. Ba đi Bình. Rồi hiệp ba, hiệp ba đi, hiệp ba đi. Nào vô vô, hiệp ba nào, vô vô. Go. À, tiếp 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 30. Em nhìn ai mà nó hả? Rồi, hình như thiếu một cái đúng không? Đủ rồi. À, đủ hả? À, rồi bơi. Rồi gầm đá bước vô đá đi. Mới hiệp 3 thôi nào. Đi nào, đi nào, đi nào, đi nào. Xuống sau, xuống sau. Xuống sau. Xuống sau rồi tiếp. Đó. Xuống sau nào. Xuống. Xuống sau nữa. Hắn lên. Rồi. Rồi vô hiệp 4 luôn nè. Tập xong dưới 2 phút cho, dưới 10 phút cho anh vô hiệp 4 luôn đi. Nhanh. 8 phút 10 giây rồi. Hiệp 4 đi. Ráng lên hiệp 4 đi. Chân gà, khép mở chân gà. Ba mươi tiếp. Ráng lên đừng khưng lại. Nào. Bắt nhảy lại, tập lại từ đầu á. Mười cái nữa. Rồi. Rồi bước nhanh nhanh nhanh. Gói gọn trong một phút. Em còn 55 giây. Nhanh lên. Đúng rồi. Bình tĩnh giữ hơi thở. Bạn lên. Bạn lên. Còn 30 giây, 29 giây. 26. Bình tĩnh, xuống sau nào. 20 giây. Xuống sau. Trời ơi, ăn gian nữa. Sao sao cảm giác phút cuối bị dí thời gian, khoan gian sao. Rồi đập tốt rồi đó. Thở đi.